Công an rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một trò chuyện cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn là ai cũng sẽ đồng ý với Phương Mai khi Phương Mai nói rằng gia đình chính là tài sản quý giá nhất của tất cả mọi người. Và bên cạnh tình cảm của con cái dành cho cha mẹ thì chính tình cảm anh chị em cũng là một thứ tình cảm vô cùng quan trọng. Vậy vì ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng nhau trò chuyện và lắng nghe những chia sẻ của một vị khách mời, người đã sinh ra và lớn lên trong một gia đình rất đông anh chị em và người cũng đã chứng kiến sự ra đi của ba mẹ khi tuổi đời còn rất là trẻ. Tuy nhiên thì gia đình anh luôn luôn đầm ấm và hạnh phúc. Chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ với vị khách mời của chương trình. Xin được giới thiệu diễn viên Chí Quang. Xin chào mừng anh Chí Quang đã đến với trường quay của chương trình Vui Sống Mỗi Ngày. Chào Phương Mai. Chí Quang xin trân trọng kính chào quý khán giả của chương trình Vui Sống Mỗi Ngày. Dạo này công việc anh Chí Quang thế nào? Sức khỏe ra sao? Ngày hôm nay thì Chí Quang vừa mới chạy từ ở Mỹ Tho về đây để mà quay hình cái chương trình này. Thực sự là cũng mệt trong người lắm, nhưng mà khi tới đây rồi gặp Phương Mai trẻ trung sôi động như vậy, với lại đây là một cái chương trình gọi là Vui Sống Mỗi Ngày, nên mình lúc bây giờ tới đây tự nhiên cảm thấy vui và thấy sức khỏe và rồi hồi phục lại rồi. Thế còn gia đình thì sao hả anh? Bây giờ mà Phương Mai đi hỏi về tình trạng sức khỏe này rồi công việc của từng thành viên trong gia đình anh Chí Quang thì chắc là đến khi hết chương trình chắc mình vẫn chưa nói xong ấy nhỉ? Chắc chắn rồi Phương Mai, tại vì gia đình của Chí Quang thì nói chung là cũng hơi bị hiếm muộn một chút. Chỉ có 10 người con thôi. Chỉ có 10 người. Nếu mà bây giờ nói hết cả gia đình từ người thứ nhất cho tới Chí Quang là út thì chắc là hả, cái chương trình này chắc phải là phải 2-3 tiếng đồng hồ mới đủ. Người lớn nhất là nam hay nữ hả anh? Là chị hai, khoảng 62 tuổi. Anh là út, anh là thứ 12 trong gia đình thì anh bây giờ là 38 rồi. 10 người thì 4 nữ với lại 6 nam. Thì thật ra là nói 10 người chứ đáng lẽ là tới 11 người lận, tại vì của Chí Quang là út nhưng mà mình thứ 12. Dạ dạ. Thế cảm giác của một cậu bé trong một gia đình rất là đông anh chị em như thế nào? Chí Quang còn nhớ lúc mà mình đi học á thì cứ mỗi lần mà bạn bè tới nhà chơi thì gặp anh hai với chị hai mình nói dạ con chào bác, nói lộn là cái đó là chị hai của mình chứ không phải là bác. Với lại là từ nhỏ thì Trí Quang lúc mà lên 9 tuổi thì má của Trí Quang mất, cho nên là hình như là tất cả tình thương được chị hai và các anh chị ở nhà dồn hết cho Trí Quang. Rồi tới khi mà Trí Quang đóng cái bộ phim Hướng Nghiệp là năm 2000 thì đang quay ở Nha Trang thì được tin là ba mất nữa. Rồi lật đật là phải chạy về, coi như đoàn phim lúc đó cũng phải ốp, cũng phải về luôn. Thì sau đó thì cũng may là gia đình đông người. Thì để họ, những anh chị của Chí Quang đã lo cho Chí Quang từ cái chuyện ăn học. Rồi sau này khi mà đi làm lớn lên, thậm chí khi mà mình làm mình chưa có tiền thì anh chị cũng lo cho mình. Ngày mà chị hai đi lấy chồng thì lúc đó Chí Quang còn ẵm trên nách. Bởi vậy Trí Quang không nhớ rõ lắm, thì lúc đó chị hai đi lấy chồng thì ở bên nhà chồng rồi. Thì được cái là chị hai, tuy nhà Trí Quang được làm, tuy gia đình anh chị em mà lấy chồng rồi ra riêng, nhưng mà vẫn quan tâm tới các em ở nhà, cũng quan tâm ba má, cũng thường xuyên về chăm sóc. Nhiều khi mà Trí Quang nhớ hả, hồi đó mỗi lần cái Tết, mong tới Tết lắm, là để chi, là chị hai hả mua cho hả 3-4 anh em mỗi người 2-3 sắp giải. Rồi hả dắt đi mai đi đo, mình cảm thấy rất là vui. Đó, mỗi một mùng á thường là hả mặc một bộ đồ đó mà mai luôn cho 3 mùng 3 ngày Tết vậy đó, mà không biết là xí soạn làm gì, không biết nữa là sáng ra ngủ dậy là phải bắt buộc là phải thay bộ đồ mới đó. Rồi là để đi nghe chỗ nào đốt pháo chạy rần đi. Rồi Chí Quang còn nhớ một kỷ niệm, mà tại vì lúc đó thì nhỏ quá, 1-2 tuổi gì đó, chỉ nghe mấy anh chị kể lại thôi. Đường thì lúc đó nó không có nhiều xe như bây giờ. Thì chị ngồi chị ẵm Chí Quang, thì trong lúc mà ẵm ngồi chị thả vậy đó, thả cho đi chạy bò vòng chơi vậy đó, thì chắc là chị chỉ lo vừa làm việc chỉ vừa trong em, thì không biết sao mà Chí Quang bò ra đường hồi nào không hay, bò ra đường khi nào không hay. Tự nhiên là hả một lát có một cái ông tài xế giống như xe buýt xe đò vậy đó, ổng chạy vô ổng nói tại sao mà để coi em mà tại sao để cho bò ra đường như vậy, mà bò ra giữa đường luôn mới ghê chứ, tại nhà là sát đường luôn. Trời ơi, là bữa đó chị ba mới nói là trời, lúc đó tao nói thiệt hả, tao cứ xanh mặt luôn. Bản thân Trí Quang thì khi mà nghe kể vậy mình cảm thấy thương anh chị mình nhiều lắm. Tại vì lúc đó gia đình khó khăn quá, mà phải vừa trông em, phải vừa làm việc nhà, rồi phải lúc đó làm ruộng nữa, gia đình thì làm ruộng nữa, rồi phải đi bán hàng bông, chẳng hạn như là
trồng cà, trồng dưa leo, xong rồi cái mình chiều đó mình hái, rồi sáng sớm 3-4 giờ á là mấy chị phải bỏ lên xe đò chạy đi tới Biên Hòa để mà bán, thì mấy anh chị hồi đó rất là cực. Nghe anh chị Quang kể thế này thì chứng tỏ chị Quang công tử bột lắm đúng không, chứ không hề giống như những cái vai diễn trong phim là một anh chàng vừa rắn giỏi này, vừa đàn ông này, đầy trách nhiệm và bản lĩnh. Thế này chắc là về đến nhà là chị ơi cơm đâu rồi, chị ơi giặt quần áo chưa, đúng không? Ai cũng nghĩ là chắc trong gia đình đông người như vậy thì chắc chắn là Trí Quang là được cưng dữ lắm. Vâng. Nhưng mà không có đâu, tại vì hồi nhỏ thì gia đình cũng hơi bị khó khăn. Vâng. Đó thì để mà nói giống công tử bột thì chắc không có đâu, không được như là công tử bột đâu, tại vì mình cũng phải phụ anh chị, phải làm việc. Cái chuyện mà đòi nấu cơm đâu, nước đâu thì cũng có, đôi khi cũng vòi vĩnh. Chẳng hạn nếu mà bây giờ như bệnh như vậy nè, bây giờ đang không khỏe là về, trời về tỏ dễ đi, mệt để anh chị ở nhà nấu cháo rồi pha sữa gì đó. Chứ Quang còn nhớ là khi nhỏ thì đương nhiên là mình út, cho nên cái gì mình hay sanh nạnh lắm. Nhiều khi là cha mẹ mà cưng mua bánh hay là quan tâm một người anh nào kế mình á, chút xíu là bắt đầu giận. Cũng ganh tị dữ lắm, bắt đầu giận. Là nhiều khi làm nư, là nhiều khi á, má kêu thôi vô ăn cơm, không ăn. Ủa trời. Đó, trong tại vì thấy má chăm sóc cho người kia nhiều quá, mà trong khi mình út mà mình không được chăm sóc như vậy. Trẻ thơ của Trí Quang này nhiều cái nó vui, mà cũng có nhiều lúc mình nghĩ nó ngộ. Nhiều khi nghĩ lại á, mình cảm thấy đó là những cái gì đó nó tuổi thơ, nó có nhiều cái như mình bây giờ khi mà mình lớn mình hiểu, mình lại thương anh chị đó nhiều hơn. Vâng. Trong gia đình thì anh chị Quang thân nhất với ai? Có bao giờ xảy ra xung đột rồi phải có một người nào đó ở giữa giảng hòa không? Thì chắc chắn là trong 10 người thì thế nào cũng có người này thuận, người này nghịch với người này. Chắc chắn luôn, tại trong gia đình mà không thể nào mà tránh khỏi cái vấn đề đó. Nhưng mà để mà nói thuận hoặc mà hợp á, thì chắc là Trí Quang ai cũng hợp. Nhiều khi mình nghĩ mình giống như là đứa con thân thiện nhất trong gia đình vậy đó. Thân thiện đó. Đúng là giống như hoa hậu thân thiện vậy đó. Dễ dãi quá. Đúng. Chỉ có một số anh chị giống như là họ có những cái suy nghĩ không tích cực lắm. Bản thân mình là em, nhưng mà bây giờ mình lớn rồi. Bởi vì Trí Quang cũng hay khuyên mấy anh, mấy chị đó. Rõ ràng là hồi nhỏ được các anh chị quan tâm chăm sóc như thế thì mọi việc mà anh chị Quang làm cũng phải hỏi ý kiến của anh chị đúng không? Đến khi lớn lên rồi, em mà Phương Mai thì Phương Mai không nghĩ rằng là một người con út thì mình lại có được nhiều quyền quyết định trong những việc chung của gia đình, thậm chí là cả việc của riêng mình nữa. Anh chị Quang đang làm việc kinh doanh với gia đình, tự dưng đùng một cái quay sang đóng phim thì không biết là các anh chị có phản đối ầm ĩ không nhỉ? Thật ra thì cả gia đình Trí Quang thì chỉ có một mình Trí Quang là theo nghệ thuật thôi. Lúc mà đang làm kinh doanh, đang làm kế toán trưởng cho công ty của gia đình đó, thì bản thân Trí Quang từ nhỏ thì hình như không thích cái công việc nào mà ngồi một chỗ hết trơn á. Mình cảm thấy ngồi một chỗ nếu mà làm chừng một năm là nghỉ à. Không bao giờ làm được một chỗ hết trơn á. Bởi vì mình thấy cái công việc mà đi đóng phim, đi diễn như vậy là mình cảm thấy rất là phù hợp với mình và đúng cái đam mê của mình nữa. Thì bởi vậy lúc đó mà khi mà Trí Quang nói là thôi cho em nghỉ, em không làm nữa, để em theo cái công việc đó. Mà lúc đó mấy anh chị nói là cái nghề này nó bạc lắm, là thứ nhất là tiền thì cũng không nhiều, rồi chưa mà mày biết mày có nổi tiếng được hay không. Đó mà cứ bon chen đi với người ta làm gì. Thôi bây giờ đã có cái cơ sở, gia đình có cơ sở rồi thì cứ việc làm ở nhà đi, anh chị em làm. Mà một mực là không chịu, quyết định rồi xong cái là lén gia đình, nhiều khi nghỉ bỏ làm luôn, đi diễn rồi đi cast mấy cái phim đó. Rồi không ngờ mà khi mà mình được, lúc đó Trí Quang giấu không có nói gia đình biết đâu. Rồi khi mà cast và được mời đóng phim rồi đó, mới về nói thì mấy chị lúc đó cũng không, mấy anh chị cũng không ủng hộ lắm đâu. Nhưng mà tới hồi mà khi mà chiếu phim lên tivi cái tự nhiên khoái. Tự nhiên khoái thích, tự nhiên đấy. Rồi bắt đầu đi hàng xóm nha. Đi hết khắp xóm khoe, trời ơi đó, Hoàng này nó lên phim rồi, nay nó được lên phim lên tivi đó. Mà nhờ mọi người mở tivi lên để mà coi Trí Quang đóng phim trên đó. Thì lúc đó thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc, bởi vì mình cảm thấy là tuy là cái công việc đó là mình làm cho mình, nhưng mà mình cảm thấy nó đem lại cái niềm vui cho anh chị, bởi vì mình cũng vui theo. Phương Mai thì thấy nhiều gia đình không được may mắn như gia đình của anh chị Quang, tức là chuyện tranh cãi giữa các anh chị em từ những chuyện nhỏ rồi thậm chí đến những chuyện lớn hơn khi mà dính đến tài sản hoặc là dính đến công việc chung. Thì không biết là anh chị Quang khi mà nhìn vào những trường hợp như thế này thì anh cảm thấy thế nào? Giống như Phương Mai nói thì về vấn đề tài sản, chẳng hạn như là bây giờ khi mà cha mẹ mất rồi
Thì căn nhà của cha mẹ đó là bây giờ là để lại giao lại cho Trí Quang, để sau này Trí Quang lo việc hương khói dỗ quải của cha mẹ ông bà. Thì thời đó thì lại không có làm giấy tờ nhà, cho nên nhà cũng không có sổ hồng sổ đất. Cho nên mà khi mà Trí Quang có điều kiện rồi bắt đầu Trí Quang mới làm. Trí Quang cảm thấy vui một điều là khi mà mình làm giấy tờ nhà thì bắt buộc là 10 anh chị phải có mặt đúng thời điểm đó, tại chỗ đó, tại xã đó, tại ngay chỗ chính quyền đó, để cùng nhau ký tên đồng ý là chúng tôi thỏa thuận là căn nhà này sẽ thuộc về ông này, là em Út, giờ đó là giao toàn bộ tài sản vậy. Khi mà Trí Quang làm giấy tờ đó thì Trí Quang chỉ cần gọi điện một cái là Phạm Mai biết không, là 10 anh chị tức tốc là có mặt tại điểm đó để mà ký. Ngay cả mấy anh trong cơ quan công an xã đâu cũng nói là trời, không ngờ một cái gia đình như vậy, đông như vậy mà lại giống là rất là hòa thuận với nhau, mà khi mà kêu ký là không ai nói bất cứ gì hết mà rất là vui vẻ để ký vô cái tài sản đó. Chứ nếu mà chỉ cần một anh nào mà ảnh chứng lên anh không chịu ký là coi như không làm được giấy tờ. Đó, bởi vì mình cảm thấy một điều là tuy là những người anh đó họ cũng không giống như ở trong cuộc sống họ cũng gặp như rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn như vậy, nhưng mà khi mà gặp cái vấn đề gia đình như vậy thì họ cùng nhau 10 người cùng nhau để mà chung tay để mà ấy như vậy thì mình cảm thấy rất là vui. Và đối với Trí Quang thì bây giờ nói là trong thâm tâm của Trí Quang là nếu mà tổ còn thương cho Trí Quang, cái sự nghiệp mình còn phát triển được thì Trí Quang sẽ tiếp tục lo cho anh chị đó cho tới già tới chết. Wow, Phương Mai nghe mà cũng xúc động theo luôn. Thật ra nghe thì nhiều người bây giờ đang xem truyền hình mà nghe câu chuyện của anh chị Quang này cũng chắc là trong lòng cũng cảm thấy một chút ghen tị chứ. Đặc biệt là những người mà là con một. Tại vì Phương Mai thấy nhiều người chia sẻ nỗi cô đơn khi mà làm con một lắm. Khi mà cha mẹ mình già đi rồi, mất đi rồi, nhìn xung quanh thì không còn ai là ruột thịt nữa. Đúng là Phương Mai nói đúng. Thì bạn bè của Trí Quang cũng có rất nhiều người rất là con một trong gia đình. Thì nhiều lúc mà Trí Quang nhìn, Trí Quang thấy cha là con một, nhiều khi là tình cảm cha mẹ đặt chọn cho đứa con đó rồi. Nhưng mà khi Trí Quang nghĩ là mình nhìn lại gia đình mình hồi nhỏ thì cha mẹ thì phải lo bươn chải, tại đông con quá phải ráng làm thật nhiều để nuôi lo cơm cho con mấy đứa con, thì mình lại thấy thôi mình lại thích cái hoàn cảnh của mình hơn, được ngồi chung mâm với anh chị gia đình. Mỗi lần mà dỗ ba dỗ má về là Mai biết không, là nhà Trí Quang rất là vui, cộng thêm là mấy chục đứa cháu nữa, tại vì cứ một người là một anh một chị, nhiều khi có người là bốn đứa con, người ba đứa con, là gom là cũng mấy chục đứa cháu về nó rần cả nhà vui lắm. Mà tuy là nhức đầu thiệt đó nhưng mà mình cảm thấy là một năm chỉ có mấy ngày thôi, ngày dỗ ba nè, dỗ má, rồi chỉ ngày tết là mùng 2 là tất cả anh chị ở đâu bất cứ nơi nào cũng đều dồn về nhà bây giờ Trí Quang đang ở đó. Thì Trí Quang cảm thấy là mong đến những cái ngày đó lắm. Và mình thì mình đi làm thường xuyên, là mỗi ngày mình đi làm, mình đi xa, mình đi tỉnh, nhiều khi mấy tháng mình mới về. Nhưng mà mong tới được cái ngày đó là chỉ để tất cả gia đình, anh chị em, con cháu rồi tụ tập về, mình cảm thấy rất là vui.